Xin chào các bạn, hôm nay mình đi thăm vườn Thượng Thiên, vườn vú sữa của Út Cha Út Gái này. Chào Út Gái. Rồi, chào con. Út Gái đang bọc vú sữa. Đang bọc vú sữa, tự nhiên nè. Quá trời bự rồi con ơi. Bọc cái này để mình tránh sâu đục ha. Tránh sâu đục con ơi. Này con gái cái này bự rồi, nó mau kìa nè. Dạ. Mau lắm. 600 đó, một cây là 600 bạc. 600 trái ấy luôn ha. 600 trái luôn. Dạ. Vú vú sữa tự nhiên nha các bạn. À, tự nhiên đây. Của trong mô hình Thượng Thiên. Hôm nay mình trồng bọc, vườn mình trồng bọc. Bắt ghế trồng. Vườn Út hôm nay đi trồng bọc vú sữa. Trồng bọc để tránh sâu ruồi đục. Vậy là một cây của mình nó khoảng 100 kg không? Ừ, 600 bọc. 600 bọc, 600 trái. Trung bình là cũng 100 kg. 5 trái. Vậy đâu mình được 20 gốc. 20 gốc gì cũng cỡ gần 2 tấn vú sữa ha. Dạ. Tính lũy mình không có xài phân thuốc gì, tính ra ký nó cỡ 5 hết trái. Dạ, trái nó hơi khon khon hơn. Mình là vườn, mình là vườn mô hình Thượng Thiên mà. Chứ người ta là 4 trái 1 ký người ta xài, chứ người ta 4 trái. Dạ. Vú sữa Thượng Thiên nha các bạn ơi. Bữa hôm nay vườn mình đang bọc trái nè. Bọc trái đó. Bọc trái chắc nó có thu hoạch. Vườn của mình được 20 gốc, sản lượng khoảng 1 tấn rưỡi. Cây cũng cây bự cây nhỏ, cũng chưa đều nhau. Cây nhỏ nó cũng vẫn có trái, cây bự cũng vẫn có trái luôn. Trái thấy ham quá không? Út ham đó, trầu kiền luôn đó. Dạ. Ham hết cam luôn rồi, thấy mừng, thấy rất mừng rồi nè. Gán lên ăn thu hoạch. Dạ, thu hoạch trước Tết, ăn có tiền ăn Tết. Có con mới rồi con ơi. Dạ. Con mới rồi. Gái trồng bọc quá ham luôn nè các bạn. Quá ham luôn rồi con, quá bọc ơi. Quá chảy rồi. Mình trồng bọc để cho nó an toàn. An toàn. Không có bị gùi gùi sâu đục. Sâu đục. Cái nó đẹp. Ông nó rút bọc quá trời kìa. Như vậy là ông kia bỏ rồi. Dạ. Trái nào không được à, trái không cái sọc mình bẻ bỏ luôn cho bỏ cây luôn. Nó nhẹ cho cây nó nhẹ con ơi, nó cung mấy trái kia bự. Dạ, có trái nào thì đạt cái nấy, cái nào mình ăn đạt cái nấy đi. Dạ. Cái này là Tết mình có thu hoạch lai gai ha, lai chắc qua Tết luôn Tết tới tháng Giêng. Tháng Giêng luôn đó. Dạ. Tháng Giêng nó kín gỗ rồi.
Dạ không phải là bỏ luôn cho nó nung trái kia. Hôm nay mình thăm vườn Thượng Thiên, vườn vú sữa của Út gái. Chùm chùm nó cũng hơi tốt. Chùm lùm lùm nó ham luôn. Xà tới đất luôn rồi nè. Ngồi chỗ chùm thôi chứ không cần đi xa. Quá chừng luôn. Út gái đang chùm bọc trái nè. Trải lại cho nó đẹp, nó không bị sâu đông. Bảo quản. Nhắc lại với khách là mình vú sữa mình được 20 rốc, sản lượng hơn 1 tấn mấy, gần 2 tấn đến khoảng. Đây tới Tết là trái có 9 lá gai. Qua tháng Giêng là sẽ gộ đấy. Đấy, bạn có thấy trái bọc trắng chưa hả? Trắng cây luôn ha. Bạn Hà thấy cái trái này mê luôn rồi các bạn. Vượt Thượng Thiên. Đây. Anh ấy đang trồng một sữa cao, cũng phải bắt thang lên trồng giữ trái an toàn không bị sâu đục. Vườn vú sữa Thượng Thiên, trong mô hình Thượng Thiên nha các bạn. Hôm nay mình đi thăm vườn để báo với khách với các bạn là vú sữa mình hôm nay đang trồng bọc này. Khoảng 1 tháng nữa là có chín rộ nhiều. Bây giờ có 9 lai rai các bạn. Bọc vô với sữa sẽ rất là ngon nè các bạn. Giữ luôn. Luôn. Còn trái đấy. Đó, tới sắc đất luôn. Ham không? Mà còn ham chưa? Cái này không đẹp, mình bỏ. Cái nào đạt thì nhắc lại là mình hôm nay mình đi thăm vườn, vườn vú sữa. Sữa Thượng Thiên. Trong mô hình Thượng Thiên, vườn vú sữa của Út gái. Mình đi thăm vườn để thông báo là với khách là vú sữa của mình hôm nay chủ vườn đang trồng bọc. Trồng bọc dự kiến sản lượng là khoảng 2 tấn nha các bạn. Mình hôm nay thông báo để các bạn có thể đặt hàng cho mình. Xin chào các bạn nha.